Một nhóm hài thì khi mà đến với hai đồ thì có lẽ là phải dành một phần quà tặng với chương trình hai đồ, nhưng mà để toàn diện hơn thì trước khi tặng quà cho Phi, bây giờ Thành đề nghị vậy trước đi. Phi có thấy là từ nãy giờ Phi thách đố Thành làm diễn viên hát nhạc múa lửa các thứ rồi đầy đủ hết rồi, bây giờ có một cái công việc chính MC không thử thách? Người thích bây giờ cho tôi làm MC tí đi, chứ nãy giờ tôi đang nghiện làm MC mà không đồng ý không các bạn, được không? Bây giờ Thành làm MC nha. Bây giờ Thành làm MC thì phải có khách mời và có khán giả. Phi với My là khách mời và hai người bạn của Thành là khách mời, đồng ý không? Rồi. Vậy là chúng ta có bốn khách mời. Bốn khách mời. Một chương trình rất là đặc biệt hoàn toàn luôn. Đúng, đúng, đúng. Rồi. Bây giờ hai bạn cứ đứng vào đây nha. Bây giờ tôi sẽ làm MC. Đó, bây giờ trở về với công việc chính của Thành. Hai bạn chuẩn bị nhận lấy hình phạt từ nãy giờ mới có cơ hội. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hai Idol. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ bốn vị khách mời rất dễ thương của chương trình. Đầu tiên là Khởi My. Thứ hai là Anh Đức. Thứ ba, Ngọc Quyên. Và thứ bốn, Hoàng Phi Hồng. Và bốn vị khách mời này là bốn vị khách mời rất là bất đắc dĩ phải tham gia chương trình của chúng ta, và họ đang rất là lo lắng không biết các thằng sẽ đưa ra trò chơi gì. Các bạn sẽ thể hiện mình trong vòng 30 giây. Trong 30 giây đó các bạn có thể làm bất cứ những gì các bạn muốn, có thể là ca hát, múa lửa, múa sạp, múa gáo, múa lù, múa chén, múa mâm, các thứ. Nói chung là miễn là các bạn thích thì các bạn làm. Và các bạn có một nhiệm vụ chính, đó là phải làm cho khán giả vỗ tay và hú y như lúc này khán giả hú Thành vậy đó. Đó, và nếu như bạn nào được hú lớn nhất thì bạn nó sẽ thắng và nhận được một phần thưởng rất lớn của chương trình, một phần thưởng trên dưới 100 triệu đồng. Trên hả? Chắc chắn là dưới. Rồi phần bây giờ chuẩn bị nha. Rồi, tâm lý sẵn sàng chưa? Có rung không? Có. Mời thi trước. Vậy không vậy không rung, không rung ha. Mời bạn thi trước. Bạn làm gì đây? Hát ca múa, bạn làm gì? Thôi em xin nhường lại cho hai bạn thân của anh trước đi. Hay không? Rồi, anh đố. Có. Rồi, mời bạn Đức. Bình thường người ta nói là Lady Code, nhưng mà thôi em cứ nhường cho Đức. Trời ơi. Ai cũng nhường hết trơn á. Rồi Đức, chơi luôn. Anh Đức nhường cho anh Thành đi. Còn cuối cùng rồi. Thì nãy giờ các bạn ở đây đã thấy có một yêu cầu chúng Thành không làm được, đó là bé Xuân Mai. Trời ơi. Bạn đừng nói em. Bạn làm bé Xuân Mai nha. Nhưng mà gần đây các bạn đã biết được qua bé Xuân Mai năm 14 tuổi rồi đúng không? À, nổi tiếng với ca khúc là Đơn Côi. Các bạn đã nghe qua bao giờ chưa? Nghe bài Đơn Côi chưa các bạn? Chưa nghe cũng vỗ tay cho vui nè. Bây giờ mình hát bé Xuân Mai 14 tuổi nha. Rồi, bé Xuân Mai 14 tuổi với hình dạng của anh Đức. Ok, bắt đầu. Bé Xuân Mai từ trong bước ra nè. Xuân Mai đường. Xuân Mai, Xuân. Một mình nơi đây ngắm sao trên cao, chợt thấy em về về như lúc nào. Ngày hôm nay đã xa nơi đâu, chợt bỗng nghe trong lòng em xuyến xao. Em đâu biết trái tim em băng giá, dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm nay đã rời xa em, tình yêu với xa tầm tay. Nữa mà. À, xin cảm ơn bé Xuân Đức. Xuân Mai ơi, đừng buồn nhé. Đừng buồn nha em. Đây chỉ là một khán giả thôi. Khán giả hâm mộ mà fan này nó cuồng nhiệt quá thôi em à. Rồi, bây giờ thì nam rồi thì tới nữ đi. Đúng rồi, bây giờ tới bé đó. Bé Khởi My. Xuân My. Thôi vậy bây giờ Khởi My làm một cái trò vậy đi. Bình thường mọi người thấy anh Thành là mắt léo qua bao giờ chưa nhỉ? Không được đâu. Là mắt lé hả? Mắt này mặt bây giờ không tỏ làm, lắm nhưng mà là mắt lé nhưng mà là mỏ chim nữa. Trời ơi. Mà các bạn phải vỗ tay phải hú Khởi My mới làm. Ồ. Đó, thắng chắc đó, không hú trước em làm xong là em thắng được. Rồi, đúng không? Rồi, chuẩn bị 2 3. Làm đủ 30 giây nha. Là mắt lé nè. Rồi chuẩn bị nha. Là mắt lé mỏ chim. Vuốt cái là biến mặt nha. 2 3. Tiếp coi. Ôi
cha, đây là một cô bé rất là dễ thương mà không ngờ là bạn cũng có ngày mà bạn có cái hình dạng như vậy. À không sao không sao, à, đó chỉ là trò chơi thôi. Bạn rất là dễ thương và đầy cá tính. Bây giờ và xin mời. Sau đây thì như Uyên nói hồi nãy là nam và cái nữ thì nữ rồi đánh nam. Mời nam. Rồi nam ơi, nam làm gì đây? Nam Phi. Nam Phi. Nhớ anh. Nam Phi. Biểu diễn tiết mục. À, có vẻ là xem xong các bạn vỗ tay hú lên. Đúng. Em sẽ đứng 30 giây đứng bất động cho anh coi. 30 giây đứng bất động hả? Ủa cũng như không, nó có làm gì. À, tôi nghĩ là không ai hú đâu nha. Phải xem lại cái cách thể hiện của mình nha, phải xem lại nha nha. Em, bây giờ ngoài các bạn em không biết làm một cái gì nữa. Các bạn hai bạn. Hù hù là có được xong không? Hù á là đuổi xuống á. Bây giờ làm sao mà cho nó có một cái gì nó chấn động các bạn đây nè. Bây giờ hồi nãy Khởi My là mỏ chim. Đúng rồi, mỗi người có một nét riêng. Bây giờ bạn có thể làm mỏ chuột. Không. Em không biết là làm cái con này nó hình con gì, nhưng mà các bạn thử đoán xem nó là con gì nha. Anh đứng chèn cái để lấy tinh thần coi. Một chèn vỗ tay được không các bạn? Lát nữa các bạn tưởng tôi là con đó nó chết rồi. Cố gắng lên nha. 2, 3, vô. Ai cha, Godzilla. Con khỉ này nó không có đập ngực được nhiều nên nó đập mấy cái là nó ho thôi. Phải công nhận bạn này mà đóng phim kinh công là không cần hóa trang luôn, giống nhất là mái tóc. Chưa nói với các bạn biết là sau khi tôi rời sao tôi phát hiện thêm được cái sọ khỉ sau lưng. Rồi cảm ơn Hoàng Viên. Cuối cùng bây giờ thì hết đụng đẩy được rồi thì mình phải tự tự thể hiện thôi. Tự cứu lấy mình thôi, tự cứu lấy mình thôi. Bây giờ thì nãy giờ thì Đức cũng hát Đất mình. Mình cũng biết hát thôi, bây giờ chỉ sai. Hát đúng rồi. Hát mà giờ đã lại chút xíu đi. Hát hả? Hát cổ nhạc. Cổ nhạc hả? Được không mấy bạn? Cổ nhạc. Cổ nhạc. Nói trước. Nói trước với bạn là diễn viên hát hát ca sĩ nha. Diễn viên hát hát ca sĩ nha mấy bạn, chuẩn bị tâm lý nè. Hay hát thôi chứ hát không có hay đâu. Cô này là mỗi lần không mỗi lần mà không biết là ai không mà mỗi lần cô hát xong là tán hết chạy hết. Thôi chú nghe đi. Mình ơi nào vợ em đây phủ gối tham sang, quên lời vàng đá tình cũ nghĩa xưa, hồ tăng kêu đã hai tiếng thủy chung, em đây giữ trọn nhưng đối với anh em đâu phải đổi dạ ta. Đoạn này hay nè. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình tình là mẹ tha thiết như nước con sông dài, con nước kỳ cục về nhé. Chua cây trái trổ bông xanh bông trắng và lại vàng bông ơi. Ai gọi đời ta gì liên quan là thôi không can là tới sáng luôn. anh quẩn nhìn coi bảo vệ đâu rồi, ổng khóa cửa xong ổng chạy đi đâu luôn rồi. Đây là giọng hát phải nói là truyền nhiễm luôn chứ mà truyền cảm. Nói chung là thôi Viên tới đây để tham gia idol thôi, là Viên không có hát được không, nhưng mà em thấy cái đoạn này phải đầu tư dữ. Đúng lắm rồi. mới có thể. Nãy giờ mấy bạn làm mà đang tập trung suy nghĩ nhớ bài lắm nó mới nối lại được ở đó, các bạn thấy hay không ạ? À, quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ kết nối lại để xem là bốn bạn thì ai sẽ là người được khán giả bình chọn là idol. Đầu tiên số 1, số 2, số 3, số 4. Hạnh phúc này. Xin chúc mừng. Bạn đã trở thành idol của các bạn với hình dạng rất dễ thương của một chú khỉ. Và bạn xứng đáng nhận được một phần quà của chương trình. Đó là chiếc mắt kiến xinh xắn mà Trấn Thành vẫn thường đeo làm chương trình. Chúc bạn luôn may mắn. Một tràng pháo tay cho động vật linh trưởng Hoàng Phi. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ thì quay trở lại với vị trí khách mời được rồi. Phi San Phi ngậm ngùi, bây giờ không phải giống động vật lên trưởng, nó giống động vật bay trên không. Chứ còn nhiều hâu. Một phê, anh kiến cô cận không? Không. Đeo mỗi mắt quá. Cố gắng nói xong câu là hết rồi đó. Bây giờ thì nhóm 2 cũng đã tập trung đông đủ rồi ha. Vậy không biết có cái vở nào vui vui diễn cho các bạn khán giả tại hai đồ coi được không anh Thành? Diễn thì rất là sẵn lòng, nhưng mà
Đặt nổi là hôm nay Thành không có chuẩn bị đồ diễn mà hai bạn này đến bất ngờ quá. Chắc là phải hẹn các bạn dịp sau. Đừng có lo, đừng có lo.